Thưa quý vị và các bạn, dù ai đi ngược về xuôi, bôn ba khắp nẻo cũng muốn về nhà đón Tết, sum vầy bên người thân, gia đình. Hương vị xuân ngọt ngào trong mỗi gia đình chính là nhờ vào bàn tay đảm đang và tấm lòng tận tụy, yêu chồng, thương con của những người phụ nữ. Không chỉ mang cái Tết tròn vị cho gia đình, những bàn tay khéo léo và trái tim nhân ái của các chị còn góp một phần không nhỏ để làm đẹp cho quê hương, làm nên mùa xuân ý nghĩa, xuân rạng ngời năm nay. Công ty Nguyễn Anh của chị Nguyễn Thị Hoa, phường An Lộc, thị xã Bình Long và mỗi dịp cuối năm luôn bận rộn, từ khâu trang trí bảng hiệu đến thiết kế sân khấu cho các đêm nhạc gây quỹ, tổ chức các sự kiện tổng kết, họp mặt. Khiến cả tập thể công nhân người lao động có khi phải tăng ca, thêm giờ làm. Bận rộn là thế, song niềm vui thì vẫn đong đầy, bởi ai cũng có ý thức rằng sau mỗi sự vất vả cố gắng đều được trả công thưởng Tết xứng đáng. Hơn nữa, một phần lợi nhuận của cán bộ, công nhân viên sẽ được đóng góp cùng chủ doanh nghiệp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Không chỉ có hơn 100 triệu cho các chương trình tặng quà, chia sẻ Tết với các hoàn cảnh khó khăn, mà điều đặc biệt nhân dịp Tết Canh Tý 2020, công ty đã tài trợ hoàn toàn công trình trang trí khu công viên An Lộc với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Khoảng không gian vắng vẻ của ngày thường này khoác lên ánh đèn, hoa, tiểu cảnh bánh chưng, cầu đối rực rỡ đã góp phần đưa sắc xuân Bình Long thêm nồng ấm, nhộn nhịp. Tết đến xuân về đó thì ai cũng háo hức về với quê hương của mình để đón một cái Tết đầm ấm. Khi về đến quê hương thì nhìn thấy trước mắt là trang hoàng, trang trí và những cái làm cho cái không khí Tết nó vui nhộn và nó ấm áp. Thì khi công viên Bình Long thì trong nhiều năm nay thì cũng chưa có được trang trí nhiều. Thì tôi nảy sinh ra ý tưởng là mình sẽ làm cái gì đó để cho sáng đẹp cho Bình Long. Và tôi đã xây dựng lên cái mô hình này để tặng cho người dân Bình Long, cho mọi người được lên đây, được vui xuân, rồi trẻ con lên đây. Được vui chơi rồi chụp hình rồi trong cái không gian này thì mọi người sẽ có một cái cảm giác là sẽ hướng về quê hương mình hơn và sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở trên đất quê hương mình. Tết đến xuân về, việc tìm mua những chậu hoa tươi, những cây kiểng đẹp luôn là nhu cầu của tất cả mọi người, mọi nhà. Nắm bắt nhu cầu đó, chị Dư Thị Huệ ở ấp 2 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mạnh dạn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm cằn cỗi sang canh tác cánh đồng hoa, mang tên trang trại rau và hoa Phúc Gia Huy. Ban đầu chỉ là 2 sào thử nghiệm, cho đến năm 2019, tổng diện tích mà gia đình chị Huệ đầu tư đã lên tới 7 hectare. Không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật, khéo léo và tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc với đủ chủng loại, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng như cúc đại đoá, hoa hồng, cát tường, đồng tiền, mau gà, hoa hướng dương. Giờ đây cơ sở hoa Phúc Gia Huy được nhiều khách hàng ở các huyện, các tỉnh lân cận tìm đến đặt hàng. Thị trường ổn định, kinh tế hộ gia đình ngày càng khá giả, góp phần giải quyết việc làm cho từ 10 đến 40 công nhân lao động nhàn rỗi ở địa phương. Những màu sắc hoa tươi mới không chỉ làm đẹp ngày xuân Canh Tý năm nay, mà đó còn là động lực để người phụ nữ thôn quê này phấn đấu cho đích đến là thị trường hoa tươi quanh năm. Thỏa khát vọng làm giàu chính đáng từ hoa, gửi chọn niềm tự hào về những sản phẩm của địa phương trong xu thế hội nhập phát triển.
bông hoa lắm. À, nghĩ có khi nào mà mình trồng được một vườn hoa mà nó rực rỡ như vậy hay không. Thì từ đó thì nói chung là cũng một cái duyên với cái nghề thôi. Dạ. Trước làm nhỏ nhỏ xong rồi mình cũng suy nghĩ kêu không lẽ mình cứ làm những cái như thế này mãi hay sao. Thì mình cũng tìm tòi như là mình xem những cái hoa nào mà trước kia mà ở đây chưa ai trồng được á, mình cũng mang về mình nghiên cứu thử xem là nó có phù hợp với khí hậu thời tiết ở nơi đất Bình Phước nắng nóng này không. Khi mà mình làm ra được những cây hoa này rồi là cả một cái tâm của mình bỏ vào đấy mà được mọi người tới ủng hộ mình, đó là có một cái cơ duyên. Đó. Và cũng là một cái gọi là may mắn đối với nhà vườn. Dạ. Cho nên là em cũng rất là vui khi mà đi ngang qua một cái nhà nào đấy mà thấy người ta trưng được cái bông của mình ở trong nhà, tự nhiên mình cảm thấy vui lắm. Em cảm thấy hoa của mình ở đây này, hoa của mình được người này trưng, người kia trưng mà hả, rất là người ta yêu thích, là mình thấy vui rồi. Cùng với hoa tươi, cũng trên mảnh đất Tân Lập, huyện Đồng Phú, bà Lê Thị Hương còn nghĩ đến mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Trước là thờ cúng tổ tiên, sau là ước mong năm mới được an khang thịnh vượng. Từ suy nghĩ đến mạnh dạn đầu tư mô hình, trong mùa Tết năm nay, gia đình bà Hương đã cung cấp ra thị trường hơn 2,5 tấn dưa lưới, được canh tác theo quy trình khép kín, chuẩn an toàn sinh học. Mình làm đấy là thứ nhất là mình phải đặt trường hợp mình là người tiêu dùng, là mình thích sản phẩm là thứ nhất là sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đó, như là muốn như vậy thì mình phải tuân thủ theo quy trình của cái nông nghiệp công nghệ cao. Mình rất là vui nếu mà sản phẩm của mình mà đến được tay người tiêu dùng mà mình cảm thấy yên tâm, không có gì là phải lo lắng. Vẫn miệt mài bắt nhịp với cơ chế thị trường, năng động tìm tòi những thế mạnh của các ngành nghề cho thu nhập cao, làm giàu chính đáng cho bản thân và góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nhờ khéo thu vén cuộc sống gia đình nên hầu hết các chị em phụ nữ trên quê hương Bình Phước năm nay đều có cái Tết khá tươm tất. Các chị còn có thời gian để cùng nhau làm nhiều công việc hướng về cộng đồng, góp phần tô đẹp mùa xuân trên quê hương Bình Phước. Nhân dịp năm mới, Phúc Thịnh cố gắng cho ra cái sản phẩm hạt điều chính vị và gạo sạch Quế Chi đem đến cho mọi người, người tiêu dùng những cái sản phẩm sạch nhất. Thực ra thì sản phẩm gạo trên thị trường có rất là nhiều nhưng mà không có ngay chính gốc, nguồn gốc rõ ràng, nên Phúc Thịnh nỗ lực cho ra cái sản phẩm Quế Chi gạo sạch, nguồn gốc rõ ràng, để cho mọi người tiêu dùng có một cái sản phẩm mang đến một cái sức khỏe tốt. Đó có thể là sự chung sức của những bàn tay phụ nữ, người hiến đất, người vận động, người giám sát, kẻ góp công, xây dựng nhiều công trình đường nông thôn mới, điện chiếu sáng khu dân cư. Những ngày cuối tuần giáp Tết, chị em rủ nhau, người quét rác, người làm cỏ, điểm trồng hoa, tạo cây cảnh môi trường xanh, sạch, đẹp. Kết thúc ngày làm việc tuy vất vả, nhưng nhìn thấy con đường liên thôn liên xã được khoác lên một diện mạo đẹp đẽ, tươi mới, nét mặt mọi người ai cũng trở nên vui vẻ, phấn khởi, chào đón mùa xuân đang về. Tôi là một người thì cao tuổi rồi, nhưng mà góp sức vào ở trong cái xã hội này cũng vì sức khỏe là làm đầu. Và bây giờ mình muốn nhanh phát triển được, mình phải có một cái xanh sạch môi trường làm sao cho nó vệ sinh. Tất cả chị em mình đều là phải vệ sinh. Như trong đường lô này, đường quang và cây rất này các. Lúc nào chúng tôi cũng phải xanh sạch đẹp để cho môi trường, để nó bảo vệ không khí trong lành cho bà con sống vui, sống khỏe. Song song với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu làm giàu cho bản thân, làm đẹp cho cộng đồng dân cư, trong mỗi hoạt động với tên gọi Tết Sẻ Chia, Xuân Yêu Thương nhân dịp Tết Canh Tí 2020 năm nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, nhiều nữ doanh nhân cũng đã kịp thời kết nối, vận động để có hàng ngàn phần quà, hàng chục chuyến đi đến tận vùng sâu, vùng xa, trao quà tận tay cho hội viên khó khăn, những phụ nữ yếu thế. Mỗi phần quà được các chị em tự tay chuẩn bị, gồm bánh, kẹo, mứt, các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Mục tiêu của phong trào là không để phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau, không để hội viên nào thiếu Tết.
và nơi nào các chị đến cũng đều để lại trong lòng người nhận và cả người cho những cảm xúc rất ấm áp, thân thương. Hoàn cảnh thủ gia đình tôi thì nơi ngay là vợ chồng già, bà vợ thì bệnh tâm thần 20 năm nay rồi. Mà con cái thì có một đứa thì đi làm sinh nghiệp xa rồi. Cái mặt hàng này nhưng mà về với gia đình, nói chung với gia đình tất cả hoàn cảnh đây thì cũng là cái ấm áp và cũng là một cái động lực cho dân, cái như là quần chúng với gia đình nghèo, cái Tết cũng là sung túc. Trong một năm phấn đấu để làm việc thì bên công ty em cũng có chúc đỉnh quà để về cho đến cho những người dân hộ khó khăn. Thì đồng hành cùng công ty thì cũng có là hội doanh nhân nữ ở tỉnh Phước. Năm nay thì em bên công ty á thì cũng có trích lũy ra được là 700 phần quà đến cho các huyện Lộc Ninh 200 và các huyện khác chia ra mỗi huyện nữa. Thì cũng xin là ráng phấn đấu để làm việc để có một cái lợi nhuận là mình sẽ trích ra để ủng hộ cho những bà con nghèo của địa phương. Chưa kịp nghỉ ngơi sau các hoạt động chia sẻ xuân yêu thương với hội viên phụ nữ nghèo, không quản sự bận rộn cuối năm, các chị còn vượt hàng trăm km đường biên giới, nắng và bụi để đến thăm hỏi chúc Tết các cán bộ chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ tình nguyện ở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Sự có mặt của các chị hôm nay đã giúp họ vơi đi nỗi nhớ thương, hơi ấm quê nhà. Không khí gặp gỡ thật ấm cúng, đúng nghĩa của tình cảm quân dân của hậu phương dành cho tiền tuyến. Chúng tôi ở đây là khu vực đặc biệt khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình và được sự động viên của cả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh và cũng như các mạnh thường quân của tỉnh quan tâm, thì chúng tôi sẽ cố gắng là thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Và đặc biệt là Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi là sẽ cố gắng là phát huy hết vai trò trách nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và ổn định tư tưởng ăn Tết tại đơn vị và thực hiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của trên, cũng như quản lý bảo vệ chặt chẽ cái hệ thống đường biên cột mốc. Có thể thấy, trên mỗi hành trình thiện nguyện, sự nỗ lực vì cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đã một lần nữa khẳng định, người phụ nữ trên quê hương Bình Phước hôm nay đang tự hào và trân trọng thành quả mà họ đã không ngừng nỗ lực để gieo mầm xanh tươi, hy vọng cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng ngay thềm xuân mới. Năm qua, sự đóng góp của phụ nữ cho phong trào chung của hội là rất lớn, nhất là trong thời gian cận Tết Nguyên đán. Nhiều mái ấm tình thương, phương tiện sinh kế và hàng ngàn phần quà Tết được trao tặng, động viên phụ nữ và trẻ em nghèo. Nhiều tiếng đường hoa ở các xã nông thôn mới, khu phố đô thị văn minh, sáng xanh, sạch đẹp, an ninh đều có bàn tay phụ nữ. Nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, hướng tới sản xuất, an toàn, đang từng ngày khẳng định vị thế trên thị trường. Và chúng ta có thể thấy là trong từng gia đình, bữa ăn trong dịp Tết truyền thống, ấm áp yêu thương, dịp sum vầy của gia đình cũng có bàn tay khéo léo của chị em. Mùa xuân đến, trên mọi nẻo đường và trên quê hương Bình Phước chúng ta, mùa xuân không chỉ rực rỡ sắc hoa mà còn đẹp bởi có những bàn tay khéo léo đảm đang biết chăm lo cho gia đình và hướng tới cộng đồng của rất nhiều phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, tôi trân trọng kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ nữ lão thành cách mạng, các cô, các dì, các chị em cán bộ hội và toàn thể hội viên phụ nữ của tỉnh lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc chị em phụ nữ luôn là những bông hoa tươi sắc thắm, góp phần cho vườn hoa Việt tốt của phụ nữ chúng ta ngày càng thêm tươi đẹp. Một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, vạn sự khởi đầu bằng nhiều việc ý nghĩa của chị em phụ nữ trong ngày xuân năm nay, như càng tô đẹp thêm bản chất đáng tự hào của người phụ nữ Việt Nam là có tấm lòng nhân hậu, chịu thương, chịu khó, năng động, sáng tạo. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để mỗi chị em phụ nữ sẵn sàng hòa mình vào sự bình đẳng, tiến bộ và không ngừng gặt hái nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.